Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi Góc Nhìn hôm nay được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Tôi là Ngọc Dũng và hôm nay sẽ chuyển đến quý vị với chủ đề Một năm phát hiện hơn 6.500 vụ tham nhũng và kinh tế. Thưa quý vị, báo cáo của Bộ Công an gửi sang Quốc hội mới đây cho thấy năm 2023, tức là tính từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, Bộ Công an đã phát hiện 5.715 vụ phạm tội về quản lý kinh tế và 793 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ. Cũng theo Bộ Công an, có tới gần 800 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ bị phát hiện chỉ trong vòng một năm qua, tức là nhiều hơn 51,63% so với cùng kỳ năm 2022. Tội phạm tham nhũng kinh tế vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Hình như nhiều người đang định phạm tội vẫn chưa nhìn thấy những hậu quả từ những cán bộ cấp cao đã chót nhúng chàm, nên vẫn chưa biết sợ là gì. Nổi lên là các hành vi tham nhũng tiêu cực như hoạt động đăng kiểm, sát hạch lái xe, khai thác tài nguyên khoáng sản, ngân hàng, tài chính, chứng khoán, vi phạm quy định về quản lý tài sản công, đấu thầu, đấu giá với thủ đoạn thông đồng, móc ngoặc giữa chủ đầu tư, nhà thầu với các đơn vị thẩm định nhằm tham nhũng, chiếm đoạt tài sản nhà nước, gây nhiều bức xúc dư luận và nhân dân. Giữa năm 2022, nguyên Phó Bí thư Quận ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã bị điều tra về hành vi nhận hối lộ. Vụ việc này được xử lý ngay ở thời điểm thành phố Đà Nẵng thành lập ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Công tác phát hiện xử lý các cái hành vi tham nhũng tiêu cực khắc phục được cái tình trạng trên nóng dưới lạnh. Chính vì vậy mà các cái vụ việc đã được phát hiện xử lý ngay từ các cái khâu và kiểm tra thanh tra để chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền. Và cái vụ việc của nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân quận Liên Chiểu là một cái ví dụ điển hình. Còn tại Đồng Nai, những sai phạm liên quan đến vụ án buôn lậu pha chế 200 triệu lít xăng giả với số tiền gần 3.000 tỷ đồng đã được điều tra làm rõ và xử lý hàng loạt cán bộ tha hóa biến chất ngay trong các lực lượng chống buôn lậu như cảnh sát biển, biên phòng, hải quan và quản lý thị trường. Đồng Nai thúc đẩy 38 vụ việc, trong đó có 22 vụ việc là ban chỉ đạo tỉnh là kiểm soát thúc đẩy, 3 vụ việc là ban chỉ đạo trung ương theo dõi chỉ đạo quan điểm rồi nội dung vấn đề và mức độ vi phạm như thế nào để người dân người ta cũng hiểu được bản chất của từng vụ án vụ việc và vì sao phải xử lý như thế. Bộ Công an đang đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý các vụ án kinh tế tham nhũng lớn thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Điển hình như các vụ án ở các công ty tập đoàn với phương châm xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực và thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt. Cái chủ trương của Đảng về thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh là đúng đắn, cần thiết và phù hợp với yêu cầu thực tiễn và tạo được sự đồng thuận trên dưới để trong công tác phòng chống tham nhũng, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng. Riêng chỉ tính năm 2023 thôi, thì riêng ở địa phương ấy, thì cái số vụ mà phát hiện, xử lý thì đã tăng 231 vụ so với năm 2022. Thì báo cáo quan trọng và chúng tôi xin tiếp thu là để bổ sung rõ thêm nữa để cho nó đầy đủ cái chỗ này. Trước đó, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo Thường trực Ủy ban Tư pháp, năm 2023, nhiều văn bản về quản lý kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng tiếp tục được sửa đổi, bổ sung và ban hành mới, đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn có những hạn chế, nhất là trong các lĩnh vực ban hành văn bản quy định chi tiết, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Công tác phát hiện xử lý tham nhũng chưa đạt yêu cầu, có rất ít vụ việc vụ tham nhũng được phát hiện qua tự kiểm tra trong nội bộ. Chất lượng tiến độ giải quyết một số vụ việc, vụ án tham nhũng còn chưa đạt yêu cầu, còn có vụ án Viện Kiểm sát hủy quyết định khởi tố. Trong báo cáo của Chính phủ cũng nêu ra một số những cái tồn tại hạn chế, đặc biệt là trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ví dụ như là cái tình trạng né tránh, đùn đẩy sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng không dám làm, hiệu quả công việc còn thấp, hay là quy định của pháp luật trên một số lĩnh vực còn sơ hở bất cập, chậm được sửa đổi bổ sung. Đây là những cái tồn tại hạn chế nhưng mà chúng tôi nghĩ cũng đồng thời là những cái nguyên nhân dẫn đến tham nhũng tiêu cực. Nhưng trong báo cáo thì cũng chưa đề ra được những cái giải pháp cụ thể để khắc phục những cái
tồn tại hạn chế cũng như là những cái nguyên nhân này. Thanh tra Chính phủ là cơ quan thường trực đã xây dựng hoàn thiện xong chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2030 và kế hoạch thực thi Công ước Liên Hợp Quốc về phòng chống tham nhũng và đã trình Chính phủ sẽ sớm ban hành trong thời gian tới. Còn tại phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 13 tháng 9 năm 2023, theo Ủy ban Tư pháp, qua gần 9 tháng năm 2023, tội phạm tham nhũng và chức vụ được phát hiện đã tăng 71,6% về số vụ và tăng 161,17% về số đối tượng. Đặc biệt, số vụ nhận hối lộ được phát hiện tăng lên tới 312,5%. Báo cáo của Ủy ban Tư pháp nhấn mạnh, việc thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động ở một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa có nhiều cải thiện, nhất là ở địa phương. Ở đây có liên quan đến việc kiểm soát tài sản và thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn vẫn chưa đi vào thực chất, vì kết quả phát hiện và xử lý kê khai tài sản, thu nhập là khác xa so với thực tế. Chẳng hạn, 13.093 người được xác minh tài sản và thu nhập, nhưng chỉ phát hiện xử lý kỷ luật đối với 54 người do kê khai không trung thực. Điển hình mới nhất là Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ hay Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau đã bị xem xét xử lý kỷ luật, cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng cũng vì kê khai tài sản và thu nhập không trung thực, có hệ thống. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị phải đánh giá kỹ hơn về nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, các bài học kinh nghiệm để từ đó tăng. Mua sắm công tập trung vào khâu thẩm định giá, thẩm định thầu, làm rõ thủ đoạn thông đồng chia nhỏ dự án gói thầu để chỉ định thầu, dùng quân xanh quân đỏ để thao túng giá trúng thầu, mua bán lòng vòng để nâng giá nhiều lần. Điển hình là vụ công ty Việt Á. Đến nay, C03 Bộ Công an đã khởi tố 26 bị can, Công an 21 địa phương khởi tố 24 vụ với 63 bị can, khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và công ty AIC. Khách quan là vậy, về chủ quan, dư luận cũng bức xúc lo lắng khi một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, sợ sai không dám làm. Một số người có chức có quyền giữ tác phong quan cách, cứ như một ông vua, ông quan ở nơi đang quản lý lãnh đạo. Tuyển chọn bộ sậu sao cho dễ bảo, thậm chí làm ngơ để cấp dưới làm sai, cốt tư lợi với nhau. Bởi vậy, ngày 18 tháng 10 vừa qua, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội thảo góp ý với báo cáo chuyên đề công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới là hết sức có ý nghĩa. Ban Nội chính Trung ương cũng đề nghị các nhà khoa học, chuyên gia nêu quan điểm cho vấn đề vì sao vừa qua chống tham nhũng quyết liệt, xử lý nghiêm nhiều cán bộ đảng viên vi phạm, cả cán bộ cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Vậy nhưng vẫn xảy ra nhiều vụ án tham nhũng tiêu cực lớn, gây bức xúc dư luận. Từ gợi ý này, để tiếp thu những quan điểm cách làm sao cho hiệu quả, nhất là với mục tiêu 4.0 để phòng chống tham nhũng. Nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung hiện nay là giải quyết 4.0 trong phòng chống tiêu cực. Đó là không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng. Và các nhiệm vụ giải pháp để phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng tiêu cực để không còn dám tham nhũng tiêu cực. Cần phân tích những yếu tố và giải pháp đột phá nào để đảm bảo sự đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp hướng tới mục tiêu 4.0 trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Những kinh nghiệm quốc tế có thể vận dụng vào thực tiễn của Việt Nam. Cùng với đó, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng tiêu cực trở thành nếp sống văn hóa của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và trong các tầng lớp nhân dân để không muốn tham nhũng tiêu cực. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trung thực, công tâm, liêm khiết, tận tụy, chuyên nghiệp được trả lương và đãi ngộ phù hợp với cống hiến, tài năng để không cần tham nhũng tiêu cực. Xử lý sai phạm tiêu cực tham nhũng tiếp tục và quyết liệt hơn. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đến nay,
xử lý kỷ luật 95 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 19 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 23 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Về nhiệm vụ thời gian tới sẽ phải quyết liệt đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực ở địa phương, nhất là các vụ mà Ban chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi và Ban chỉ đạo Trung ương giao. Đồng thời, chỉ đạo phát hiện xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực mới. Bước đột phá của không dám dặn thời gian qua là đã xử lý đồng bộ, nghiêm minh giữa xử lý kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính, đoàn thể với xử lý hình sự. Có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố điều tra, đủ căn cứ thì phải truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật. Gần đây có một đột phá để phòng chống tham nhũng là khuyến khích từ chức, kịp thời miễn nhiệm, thay thế những cán bộ bị kỷ luật, uy tín thấp theo phương châm, có vào, có ra, có lên, có xuống. Có một vị lãnh đạo nói, tham nhũng là bóng tối vươn theo quyền lực, là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực, giám sát kiểm soát hiệu quả quyền lực để đảm bảo quyền lực được vận hành công khai, minh bạch, đúng đắn, không bị tha hóa là giải pháp quan trọng để phòng ngừa và trị tận gốc tham nhũng tiêu cực. Vấn đề là tìm cho được và thực hiện tốt nhất cách thức để giám sát quyền lực sao cho vào thực chất. Và đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc góc nhìn hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.